Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn biết chương trình quản lý sinh viên. Trong bài này thì chúng ta sẽ làm việc với các form quản lý sinh viên như thế này. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái trường họ tên, điểm, ngành. Ngành ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái combo box. Học lực thì khi các bạn nhập điểm thì nó sẽ hiển thị cái học lực cho chúng ta. Ở đây thì có một cái checkbox phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có các cái button thêm, xóa, cập nhật và mới. Yêu cầu của bài của chúng ta ở đây thì các bạn sẽ tính cái học lực. Ở đây là dưới 3 điểm thì kém, dưới 5 điểm thì yếu, trung bình, khá, giỏi và xuất sắc. Tiếp theo là điểm thưởng. Điểm thưởng này là khi mà điểm mà của bạn mà lớn hơn 7 điểm rưỡi thì sẽ được điểm thưởng. Điểm thưởng nằm ở đây luôn. Có điểm thưởng hay không? Nếu mà lớn hơn 7.5 thì sẽ có điểm thưởng. Ok, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình này. Đầu tiên thì các bạn mở cái clipping lên và chúng ta sẽ bắt đầu là thiết kế giao diện. Ở đây nó sẽ có thêm cái phần là sắp xếp theo tên và sắp xếp theo điểm nữa các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ new cho nó một cái bucket lớp 3. Thì trong lớp 3 này bạn sẽ new cho mình một cái JFrame form. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái JFrame form FRM student. Sau đó thì các bạn sẽ thiết kế cái form của chúng ta. Ở đây thì cái form của chúng ta nó sẽ có một chữ quản lý sinh viên, họ tên, điểm, ngành, học lực. Ở đây thì các bạn chọn property, chọn index cho nó lớn này các bạn nhé. Ok, ở đây bạn sẽ chọn là cái màu. Ở đây mình sẽ chọn màu xanh các bạn nhé. Là quản lý điện sinh viên. Ở đây thì sẽ có họ tên, điểm, ngành. Ở đây thì mình sẽ làm thêm một cái nữa là mã sinh viên các bạn nhé. Mình sẽ tăng độ khó lên xem nào. Mã số sinh viên. Cái mã số sinh viên này thì mình sẽ tạo ra một cái mã số sinh viên và cái mã số sinh viên này mình sẽ cho nó tự động tăng các bạn. Nên mà nó sẽ khó hơn bình thường. Bình thường cái mã số này các bạn sẽ nhập vào từ bàn phím. Ở đây thì mình sẽ không cho các bạn nhập, nhưng mà cái mã số sinh viên này thì nó sẽ tự động tăng lên. Họ tên. Điểm. Đây thì bạn có thể là cho nó nó nằm hết form, bởi vì cái form của chúng ta này nó không còn gì nữa hết đây nè. Các bạn cứ cho nó kéo nó dài cái form cũng được. Là cái này là học lực. Tiếp theo thì nó sẽ có một cái ngành.
Ok, ở đây chúng ta sẽ có một cái combo box. Đây thì các bạn có thể là cho nó lớn lên một tí rồi nhé. Ok. Cái combo box của chúng ta thì ở đây nó sẽ báo các bạn là set dư cứng hay là nó sẽ set dư từ form nhé. Ở đây nó không nói về các bạn là xét dữ liệu combo box. Ở đây thì nếu mà không nói về các bạn xét dữ liệu từ combo box thì ở đây mình sẽ xét dữ liệu cứng các bạn nhé. Ở đây thì các bạn bấm chuột phải chọn property, ở đây chúng ta chọn model này. Ở đây thì các bạn sẽ cho các cái ngành vào đây, ví dụ như là ngành thiết kế website. Ở đây thì là ứng dụng phần mềm lập trình qua mobile phone. Thiết kế đồ họa, ngành nghề du lịch và khách sạn. Kinh tế ví dụ như thế, hay là chúng ta sẽ có một số ngành như thế đó. Ok, học lực. Sau đó thì chúng ta sẽ có các cái checkbox là có phần tử. Ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái checkbox. Phần tử. Ở đây thì cũng chúng ta sẽ chọn nó con đồng 12 luôn cho đồng bộ. Đây là có phần tướng luôn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ tạo ra cho mình là các phút tầng. Ở đây thì mình sẽ có là thêm, xóa, cập nhật và nhập mới. Thêm, xóa, cập nhật. Nhập mới. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái sample. Trong table của chúng ta thì sẽ có bao nhiêu trường? 1, 2, 3, 4, 5 trường. Ở đây chúng ta sẽ thay một trường mã số nên là thành 6 trường các bạn nhé. Mã sinh viên. Okay. Điểm đây chúng ta sẽ có một cái ngành nữa các bạn nhé. Học lực đây là tướng.
Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt tên cho nó. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên này, TXT ID nhé. ID là mã số. TXT name, TXT map, CBO chuyên ngành. TXT học lực. Check là CHK các bạn. Thử bonus. BTNS. BTN. Delete. BTN update. BTN new. Ở đây thì chúng ta sẽ có là table CB student. Sau đó thì các bạn sẽ new cho mình là một cái class. Ở đây mình sẽ new một cái class là student. Thì trong class student này mình sẽ nó bao gồm các cái thuộc tính này. Integer nhé, string. Điểm double measure sau đó thì các bạn sẽ tạo hàm constructor và các getter setter. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái hàm getGrade. Ở đây chúng ta sẽ viết hàm getGrade. Public string get tiếp cái gray của chúng ta. À điểm của chúng ta, điểm mà nhỏ hơn bằng 3 thì đây chúng ta sẽ return cái này. If mà cái điểm này nhỏ hơn 5 return hiểu. Trung bình lại nhỏ hơn 6.5 các bạn nhé. Nhỏ hơn 7.5 thì là khá. Đấy.
Nhỏ hơn chiến là giỏi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ return là xuất sắc. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết một cái hàm bonus. Publish hoặc là thì bonus. Ở đây thì chúng ta sẽ return max này. Mà lớn hơn 7.5. Nếu mà là lớn 7.5 thì nó sẽ return là true, còn dưới 7.5 thì sao, nó sẽ return là bằng false các bạn nhé. Nhỏ hơn bằng. Ok các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết cho nó một cái, tạo ra cho nó một class. Ở đây chúng ta sẽ có là student DAO. Thì trong cái DAO này thì chúng ta sẽ viết cho cái hàm mà thêm nhập sửa xóa. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái public static list. Student. New arrival. Ở đây thì nó sẽ có một số cái hàm mà các bạn thấy. Add student, remove update field, show detail. Ở đây thì chúng ta sẽ viết các hàm add. Ở đây sử dụng kiểu void các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng kiểu in nhé. Add student thì mình viết là add thôi các bạn. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào các thông số là student ht. Ở đây chúng ta sẽ return là s.add. File student đây đi. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào một cái ID của nó. ID là mã số sinh viên các bạn. Ở đây chúng ta sẽ viết một form. Chấm sai. If mà chấm get y chấm get id chấm equal bằng cái id mà các bạn sẽ truyền vào thì chúng ta sẽ return về y, còn không thì chúng ta sẽ return trừ 1. Update. Update thì ở đây chúng ta sẽ truyền vào một cái student. Ở đây thì chúng ta sẽ viết một cái hàm là integer POS này. Bằng file student by st.get id truyền vào cái đi. If mà cái POS này nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ return trừ 1. Ngược lại. Ngược lại thì chúng ta sẽ update nó chấm set POS bằng ST.
Ở đây chúng ta sẽ return POS. Rồi, update. Thì tương tự như thế thì chúng ta sẽ có một cái hàm delete không? Delete thì delete theo ID thì chúng ta sẽ truyền vào ID. Ở đây delete thì vào cái hàm này thì chúng gì nhau không? Bằng ID. Delete ở đây thì chúng ta sẽ remove. Cuối cùng thì chúng ta sẽ viết một hàm này public list children. Đây còn là hàm get on. Đây chúng ta sẽ truyền tên về student. Đây là hàm get on của chúng ta để trả về toàn bộ cái danh sách có trong cái DAO của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu viết code cho cái chương trình này.